Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2018, thứ bảy thứ sáu phục sinh. Bài đọc hôm nay có tên là Chúa Cha yêu mến anh em. Lời Chúa trong sách Gioan chương 16 câu 23b đến 28. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Lời suy niệm. Allah là tên của Thiên Chúa trong Hồi giáo. Ngài được tôn kính bằng 99 danh hiệu khác nhau: Đấng tối cao, Đấng nhân hậu, Đấng toàn năng, Đấng vĩnh cửu. Danh hiệu thứ 100 sẽ được mặc khải ở đời sau. Nhưng Allah không bao giờ được gọi là Cha, vì Ngài không sinh con. Kitô giáo yêu mến Đức Giêsu và tin Ngài là con Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là Cha của Đức Giêsu. Đức Giêsu vẫn gọi Thiên Chúa bằng tiếng Abba thân thương. Cuộc đời Đức Giêsu nơi trần gian giống như một cuộc ra đi và trở về. Ngài từ Thiên Chúa Cha mà đến thế gian, rồi Ngài lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Sau khi hoàn thành sứ vụ của Ngài là vén mở cho môn đệ về Chúa Cha và đưa họ đi vào chỗ thân tình gần gũi với người Cha ấy. Chúa Cha ở trong thế giới thần linh, nhưng thế giới ấy lại có những cửa sổ mở ra với thế giới con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Thầy Giêsu kêu mời các môn đệ hãy mạnh dạn đến với Cha và nài xin. Đây là điều trước đây họ chưa từng làm. Đã đến lúc mạnh dạn đưa ra những thỉnh nguyện nhân danh Thầy Giêsu. Nhân danh Thầy Giêsu mà xin cùng Chúa Cha là điều vẫn nằm ở phần cuối của mỗi lời nguyện trong giáo hội. Khi cầu xin nhân danh Thầy Giêsu, chúng ta hiệp nhất với Thầy, nên lời xin của chúng ta dễ được Chúa Cha đón nhận. Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi sự nhân danh Đức Giêsu. Hơn thế nữa, chính Chúa Cha cũng yêu mến chúng ta và muốn cho chúng ta ơn lớn nhất là đi vào tương quan với Ba Ngôi ngay từ khi còn sống ở trần gian. Cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Khi sắp được về hưởng niềm vui bên Chúa Cha, thấy các môn đệ buồn phiền, Thầy Giêsu đã nói nhiều về niềm vui. Thầy muốn chia sẻ cho họ niềm vui của mình. 3 lần Ngài nói đến niềm vui trọn vẹn hứa ban cho họ. Ngài còn hứa cho họ niềm vui mà không ai sẽ lấy được. Chuẩn bị mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta xin được niềm vui đó, niềm vui của những người đã chạm đến trời cao. Lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới lớp cho. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích,
Thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người là vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha. Nhưng qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần, con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp bất đồng, mọi dị biệt thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy Cha, đó là niềm tin của con. Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.